Chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mảnh nạp dành cho dòng video khiển Big và Deep Big. Đó là đây là mảnh nạp Big Kit 2 và đây là mảnh nạp Big Kit 3. Thì mình nói qua về mảnh nạp Big Kit 2 này. Mảnh nạp Big Kit 2 thì đây là gồm phần mảnh nạp. Phần mảnh nạp và phần dây kết nối với lại cái bo mà có chip của các bạn ấy. Ở trên tay mình thì có, ở đây là có cái đế nạp đa năng đây, và một cái socket này. Thì mình sẽ sử dụng cái đế nạp đa năng này để hướng dẫn các bạn sử dụng mảnh nạp Big Kit 2 và Big Kit 3. Đây là cái kết nối ở Big Kit 2 này. Thì nếu mà trên mạch các bạn thiết kế IDE 10 thì sẽ sử dụng cái đầu này, còn thiết kế mà hàng răm như thế này, đây gồm có 6 chân này hoặc là ít chân hơn thì mình sẽ sử dụng cái đầu cái socket này để cắm trực tiếp vào đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mảnh nạp Big Kit 2 này. Đầu tiên là mình sẽ kết nối như này. Đây. Ở đây mình sử dụng luôn cái socket Big Kit 2 này. Thứ tự chân này, cũng có VBP này, VDD, VSS, BGD, BGC, chân cuối là chân NC, chân bỏ. Đây. Tương tự, ở đây mình sử dụng cái đế nạp đa năng dành cho Big và dành cho các loại Big. Thì gồm cái đế nạp đa năng này nó hỗ trợ các loại kiểu chân cắm loại Deep 40, Deep 28, Deep 8 và Deep 14 này, Deep 8 này, Deep 20 và một số loại Big đặc biệt đây. Các bạn có thể đây. Và cái hướng dẫn này đối với lại các bạn cứ cắm các cái dăm ở trên này theo cái hướng dẫn ở đằng sau này là nạp được rồi. Ở đây mình sử dụng Big 16F877A đây. Thì như ở đây hướng dẫn thì là G1 sẽ cắm ở rác thứ 3 và các G còn lại cắm ở cái chân thứ 2 với chân thứ 3 đây. G1 này, cắm vào thứ 3 này, các cái còn lại thì kết nối giữa chân giữa và chân thứ 3. Đây. Ở đây mình sẽ kết nối với lại mảnh nạp này. VBP với VBP. Và kết nối với máy tính. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên cái phần hướng dẫn phần mềm trên máy tính này. Đầu tiên các bạn tải cái phần cài đặt của Big Kit 2 về đây. Big Kit 2 thì cái link download này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn ấn vào đây và setup cài đặt đấy. Thì trong quá trình mình cài đặt thì mình có gặp một cái vấn đề là phải tức là cái phần mềm này nó sẽ yêu cầu là mình cài cái netframe 2.0, nên là các bạn phải sử dụng cái netframe 2.0 này. Đây đó, thì cái này mình cũng để dưới phần mô tả rồi. Sau khi cài đặt xong này, ở đây là phần mềm này, mình bật lên. Đây là giao diện phần mềm này, có các loạt file này, các loại big này, deep big này, các cái chức năng khác này, tool này. Thì đầu tiên thì nếu mà chip còn sống ấy thì
Cái mạch nào này nó sẽ tự tự tìm kiếm cái tự nhận diện cái loại chip đấy. Ở đây nó nhận diện ra này, còn không các bạn ấn vào đây và check communication, đồng thời đèn trên đấy trên bo nhảy đó, nó sẽ check ra cái loại pick này, cái tên ghi điều khiển của các bạn đấy. Đầu tiên các bạn sẽ xóa chip này, xóa và load cái file hết của các bạn vào. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái file hết. Đây rồi, file hết đây được load rồi. Các bạn ấn quay đó, thế là các bạn đã làm thành công rồi.